Tại Tân, xã Tam Hoàng, huyện Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Tây có một người tên là Lý Mỗ, 24 tuổi, tính tình hung hãn bạo lực, trong thôn ai cũng sợ hắn. Ngày 17 tháng 3 năm 1998, sau khi đánh bạc về nhà, mẹ hắn nhẹ nhàng trách vài câu, hắn tức giận cầm gậy đánh mẹ xương mày xương mặt, máu cháy đầy mặt, mẹ hắn đau lòng than khóc mà nói: "Đồ nghịch tử như ngươi, không bị xe đâm chết thì bị rắn cắn chết." Hàng xóm đến đưa bà lão đi bệnh viện mới thoát khỏi nguy hiểm. Ngày 27 tháng 8 trên 1998, Lý Mỗ đến xã Tam Hoàng nhậu. Sau khi cơm no rượu say, ma xui quỷ khiến hắn đến cửa hàng bán rắn, nhìn thấy trong lồng sắt có một con rắn cạp nong to béo, liền thò tay vào lồng sắt bắt rắn. Không ngờ bị rắn độc cắn vào tay phải, vết cắn rất nông, lúc đó chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút. Một tiếng sau, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi táo, trời đất quay cuồng, vội vàng đến bệnh viện xã Tam Hoàng cấp cứu. Bệnh viện truyền cho hắn một chai nước, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Hắn cảm thấy không có hiệu quả nên rút kim truyền nước về đi tìm cách chữa khác. Hơn 7 giờ tối, hắn cảm thấy tim đau như dao cắt, mắt mờ, liền quay lại bệnh viện, nhưng vì quá muộn, 9 giờ 10 phút phút tử vong. Đúng như mẹ hắn đã nói, trong thôn xóm ai cũng kinh hãi. Ha ha ha,